này là đường đâm xuyên qua một cánh rừng để đi thẳng vào khu độc nhé. Các bạn thấy bên em nó có rừng mà nằm viên viên ngay trong khu phố là trong thủ đô, cho nên không khí ở đây rất chi trong lành. Mở hơi cửa là tiếng hơi ồn. Cho cây mọc cả lên tường kìa. Đây, nó làm cả cái hàng rào để chặn bụi bặm bay vào cả khu đô thị. Xin được. Nó khoa học đấy. Đây, thấy chưa? Đấy, cây cối nó mọc tung hết cả cái hàng rào dài cao như thế này. Khu vực này là khu vực nào vậy nhỉ? Khu đô hả? Đây thuộc về. Paraha 11. Mình đi trả cái kia được, trả thì đi thẳng rồi. Nhà ông ba đã lâu quá rồi, tôi sẽ trời mây u ám, trời nắng mà lại có những cái đám mây nhìn rất kỳ lạ. Cái mình nè, tụi bay rất kỳ đẹp. Để cho trong khu độc này, cây cối mọc tung tùng. Khu độc đằng này. Đi 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 đi. Đây là ngoài rìa gần gần khu độc thôi. Đây. Mình đến đây nha, mình đến đây đi nha. Quay nhớ. Cái đang để chiêu. Đây là đường đi đây chẳng hạn. Nghe gió nó ủ ủ á. Tôi đang chỉ bạn. À ha, có anh làm nhạc à? Nhạc cho mình nói kìa. Đây là hồ chi vát. Đây là đường ra hồ chi vát nha. Đường này cũng đi thẳng vào xem không được hết. Ra đường mà không ăn nhiều sao? Khô đốt, khô đốt. Mình nói khô đốt, sao thế? Em có nói đâu ạ? Vừa nói đến vào chứ. Nói vào à? Mình to lên. Mình nói to lên. Chào hai đứa. Hai đứa đi đâu đó? Bố đâu? Ba. Ba à? Cái gì đấy con? Cái đấy là con cá. Cái đấy để nghịch người tôi để con. Ở nghịch người à? Nhìn đường này chắc nhỉ? Nói chung là đường ở trong Praha là chỗ nào cũng khác hết đấy. Thế nhưng mình lại sang bên kia mình để trái nhỉ? Đâu ạ? Ở đó. Và đi chơi. Mình sẽ đi hướng khu độc nhá. Khu độc ở chỗ này có cái gì ấy con nhỏ? Bể bơi hả? Bể bơi đó. Bể bơi. Mình có đứa đứa thẳm hôm nào đi xa. Mình đi khô đốc. Con muốn đi tắm. Con muốn đi tắm á? Đứa con nóng không? Con muốn đi tắm. Đi đi. Con muốn đi tắm. Đi tắm. Đi tắm. Đi tắm. Tắm chứ là đúng giờ. Đi tắm á? Vẫn còn dịch con ạ. Dịch chưa tắm đâu. Phải tắm một cái thôi.
sao Phát? Chào nha. Chào ông Phát. Ôi trời. Em chào mẹ ông Phát. Chị Ni chào kiểu đi quán nhờ. Đèn xanh vẫn bị tắt này. Đấy, đưa vào trong trung tâm ấy, những ngày thứ hai đến ngày thứ sáu là tất cả đều nữa là tắt hết đấy. Đèn xanh nó vẫn còn tắt này. Đèn xanh xe không chạy được. Hiện tượng là ở có cái đạp kìa. Có cái đạp. Ao bếp. Ở đấy là ao bếp. Ăn bẹt hồ chi vào. Chưa ở đấy. Em vào đấy rồi. To lắm.